Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị em ơi, chúng mình có Nga Phụ Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Nga Phụ Khang, Nga Phụ Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chị em chúng mình. Nga Phụ Khang hỗ trợ giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe được phát sóng hàng tuần trên kênh Today TV. Chương trình do nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang tài trợ. Quý vị thân mến, đối với những bệnh nhân đang mắc u xơ tử cung thì rất là nhiều người quan tâm đến vấn đề là dinh dưỡng như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua chương trình cùng với sự tham gia tư vấn của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa khám sản tự nguyện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Kim Thị Thanh Thủy. Xin chào chị. Xin chào Xuân Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì chúng ta sẽ làm rõ cho quý vị khán giả có thể hiểu được là vậy u xơ tử cung là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cũng như là sức khỏe của người bệnh. U xơ tử cung là một khối u cơ trơn tử cung. Nó phải khẳng định nó là u lành tính. Vậy cái tỷ lệ ung thư hóa của nó thì rất thấp, nó chừng độ khoảng 0,01% thôi. Có nghĩa là rất ít người bị u xơ tử cung mà ung thư hóa. Nên nó là một khối u xơ u lành tính. Thế thì bình thường thì u xơ tử cung nó lành tính nhưng nó không ảnh hưởng gì đâu. U xơ tử cung nó xuất hiện bởi vì nó cường tình trạng cường estrogen. Với estrogen phát triển tăng quá nhiều thì nó sẽ bị u xơ tử cung. Thế thì estrogen tiết ra nhiều nhưng progesterone thì lại tiết ít. Vì thế nên là nó không cân bằng được nên nó mới tạo ra u xơ tử cung. Thế khi estrogen mà tiết nhiều ấy thì nó có một cái hệ lụy là nó làm cho tăng liên sinh niêm mạc tử cung. Niêm mạc tử cung rất dày. Nhưng khi niêm mạc tử cung rất dày thì nó có hai việc mà progesterone lại không đủ nên nó sẽ làm cho người ta thứ nhất là băng kinh. Yeah. Băng kinh và bởi vì nó niêm mạc tử cung nó bong cả loạt thế này nên nó băng rất nhiều như thế nó bong cả một lúc ra rất nhiều nên là kinh máu ra nhiều. Thứ hai nữa là nó bong không đều nên tạo ra nó cứ suốt cả tháng ấy này nó cứ bong chỗ này một tí bong chỗ kia một tí nó nham nhở thế làm sao cho người ta rong kinh. Thế thì một cái điều mà cái rong kinh rong huyết là cái điều mà chị em phụ nữ rất lo lắng. Yeah. Bởi vì cũng phải nói là cái kinh nguyệt nó phản ánh cái sức khỏe nội tiết của chị em phụ nữ, sức khỏe sinh lý của em phụ nữ. Khi người ta thấy nó bị băng kinh, bị rong kinh, bị khó chịu thì người ta rất khó chịu và nó ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng đến đời sống, công việc và cơ bản là ảnh hưởng cả cái hạnh phúc gia đình nữa. Vậy thì đối với vấn đề dinh dưỡng cho những người mà bị u xơ tử cung thì chúng ta nên chọn những cái loại thực phẩm, nên ăn những cái món ăn gì hay tránh những món ăn gì để mà có thể hỗ trợ điều trị cũng như là cải thiện khối u an toàn? Thì một cái điểm quan trọng nhất vẫn là một chế độ ăn lành mạnh. Chế độ ăn mà gọi người bây giờ hiện tại người ta có đến cái chế độ ăn là kiềm hóa, nghĩa là bây giờ người ta mới nghiên cứu là các cái loại gọi là stress tế bào đấy. Ngày xưa mình chỉ nói những gọi là mình bị stress về tinh thần, về cơ thể, đúng không? Bây giờ một cái khái niệm mới nhất là stress tế bào do gì? Do axit, bị tế bào bị axit hóa. Mà axit hóa do đâu ra? Do chế độ ăn. Chúng ta ăn cái chế độ ví dụ như là đường quá nhiều. Đường là hiện nay đường là một cái kẻ thù lớn nhất của sức khỏe. Chúng ta biết là đái tháo đường rất nhiều, cái chế độ ăn nhiều đường này, nhiều mỡ này, đấy, nhiều muối này là những cái chế độ ăn mà hủy hoại sức khỏe rất nhiều. Thì chúng tôi cũng khuyên mọi người một cái điều này này, một cái chế độ ăn kiềm hóa hay là cái chế độ ăn mà bây giờ người ta trên mạng chúng ta cứ nghe là cái chuyện gọi là thanh lọc cơ thể, gọi là detox ấy, thanh lọc cơ thể này để làm cho cơ thể khỏe mạnh bằng gì? Bằng thức ăn. Chúng ta không cần thiết phải uống thứ thuốc này, uống cái thứ thực phẩm kia hay làm cái gì để thanh lọc cơ thể đâu. Mà chúng ta thanh lọc cơ thể tốt nhất bằng chế độ ăn. Và chế độ ăn và quan tâm nhất là chúng ta chế độ ăn nhiều rau xanh. Nhiều rau xanh, chế độ ăn nhiều rau xanh sẽ giúp cho cơ thể chúng ta kiềm hóa được rất nhiều. Ăn điều độ, đến cái tuổi độ khoảng ngoài 45-50 thì chúng ta hãy duy trì một chế độ ăn điều độ là rất quan trọng. Cái việc mà ăn uống điều độ thì là rất cần thiết. Bởi vì là cái người ta đến lúc nào đấy, cơ thể chúng ta thiết lập thành một như một cái quy luật ấy. Giờ này tôi ăn, giờ này tôi ngủ, giờ này tôi uống nước, giờ này tôi tập thì cơ thể mình rất tốt. Nhưng mà cái nhịp sống của chúng ta bây giờ, nhịp sống quay cuồng như này làm sao chúng ta thấy điều chỉnh được? Thì mình khuyên thế này này. Cái lứa tuổi mà u xơ tử cung nhiều nhất là khoảng 45 tuổi, 55 tuổi rồi. Chúng ta hãy sống chậm lại.
hãy điều chỉnh cho mình một cái gì nó thành quy luật nhất, giờ nào ăn, giờ nào ngủ. Và một cái chế độ dinh dưỡng nữa mà tôi khuyên các bạn là chế độ ăn dinh dưỡng mà chúng ta biết ăn thế nào cho đúng. Ví dụ một bữa ăn, ăn thế nào? Chúng ta hãy nhận là cái nào là đường, cái nào là mỡ, cái nào là muối. Thế thì nhiều người ăn chế độ rất sai, bởi vì người ta cứ tưởng đường là gì, ăn cái chất ngọt là đường, không phải đâu. Ví dụ như chúng ta ăn gạo cũng là đường, khoai là đường, sắn là đường, ngô là đường. Ví dụ như có người thì một bữa bảo em ăn ít cơm lắm ấy, bảo cơm là đường thì người ta bảo không, em ăn ít cơm lắm, một bữa em chỉ ăn lửa bát cơm thôi. Thế nhưng em lại ăn củ khoai là bát cơm là cái gì? Có rất nhiều người bảo tôi là bữa em không ăn đâu, em chỉ ăn bát cơm thôi, nhưng mà cuối bữa thì em ăn bắp ngô. Ôi thế thì bắp ngô cũng là cơm là cái gì đâu? Nếu mà bạn ăn bắp ngô thì bạn đừng ăn bát cơm nữa. Đấy thì nó sẽ giảm đường đi. Đấy là cái cách ăn làm sao để cho mình biết là mình biết đâu là đường, khống chế lượng đường, đâu là rau, đâu là thịt, đâu là cơm. Ngày xưa chúng ta hiểu rằng là dinh dưỡng là gì? Dinh dưỡng chỉ là chế độ ăn, không đúng đâu các bạn ạ. Bây giờ dinh dưỡng, nó cái tháp dinh dưỡng ấy, nó có chế độ đầu tiên bài lớn nhất ở phần dưới cùng đấy là tập luyện. Tập luyện hiện nay người ta cho vào chế độ dinh dưỡng, chứ người ta không cho là tập luyện là một cái phần bên ngoài. Đầu tiên là dinh dưỡng, đầu tiên là tập luyện này, xong đến nước này, xong bắt đầu mới đến chế độ ăn. Thì chế độ dinh dưỡng của chúng ta sẽ có 3 phần. Một là tập luyện, hai là nước, ba là chế độ ăn. Và chế độ ăn thì bắt đầu mới có cái các phần là đường, là mỡ, là muối, là các loại. Thế thì tôi mới nói các bạn là cái chuẩn tập luyện là phần quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Với cái tuổi 45-50 tuổi, nhất là cái tuổi tiền mãn kinh, tập luyện nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta thanh lọc cơ thể. Nếu chúng ta tập luyện tốt thì cơ thể chúng ta sẽ thanh lọc được rất tốt. Nhưng ví dụ như là cái người đã đến tuổi thế rồi thì đừng ăn nhiều ngọt quá. Đấy là cho chung cả sức khỏe, chứ phải cho u xơ tử cung. Đừng ăn nhiều ngọt quá, đừng ăn nhiều mỡ quá, đừng ăn nhiều muối quá. Ăn tăng cường rau lên, xong là ăn cái chế độ ăn để cho nó lành mạnh. Rồi tôi về tôi lên mạng thì tôi tìm được cái công ty thuốc, sản phẩm của Nga Phụ Khang. Thì tôi điện thì người ta gửi về, chị tôi ở dưới quê nhận rồi gửi qua bên Malaysia cho tôi uống. Thì hiện nay tôi uống thuốc đó thì bây giờ nó đã hết. Bệnh tình tôi nó cũng hết. Nên là tôi rất là khỏe. Mỗi một tháng là chị cứ uống 5 hộp. Đặt xong có nhân viên là tư vấn là chỉ cho tôi uống là một ngày là uống 9 viên trong vòng 3 tháng. Thì thiên giảm thì bắt đầu mình giảm liệu trình xuống, là liệu trình còn là 6 viên. Nếu mình giảm nữa thì cho mình uống ngày 4 viên. Khi tôi dùng sản phẩm Nga Phụ Khang không có thấy tác dụng phụ gì hết, mà thấy bệnh tình thì nó hết. Nên là tôi mới yên tâm uống được, cho nên là hôm nay bệnh tình tôi nó hết hẳn rồi. Thưa quý vị, ngoài ra thì Xuân Quỳnh cũng sẽ cung cấp thêm cho quý vị những thông tin về sản phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang. Đây là một sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào năm 2013. Kết quả nghiên cứu thì cho thấy là tác dụng của Nga Phụ Khang trong hỗ trợ điều trị u xơ tử cung đạt trên 65% số người sử dụng sản phẩm. Còn kích thước khối u thì đã giảm từ 33,8mm xuống còn 28,2mm. Và đặc biệt là có tới 80% người sử dụng hài lòng với những cái kết quả hỗ trợ điều trị u xơ tử cung và cũng không thấy sự thay đổi trong các chỉ số như là tim mạch, huyết áp, sinh hóa, huyết học hay là những cái tác dụng phụ không mong muốn khác. Và do đó cho nên là mọi người chúng ta có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng sản phẩm Nga Phụ Khang để có thể phòng ngừa cũng như là hỗ trợ các bệnh lý phụ khoa an toàn và hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, còn quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào muốn gửi đến cho các chuyên gia của chúng tôi thì hãy liên hệ đến số tổng đài 1800 6305 hoặc các số điện thoại khác qua Zalo và Viber như là 0917 185 170 hoặc 0917 230 950. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Tử cung, u nạp bùn trứng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị em ơi, chúng mình có Nga Phụ Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nạp bùn trứng. Nga Phụ Khang, Nga Phụ Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chị em chúng mình. Nga Phụ Khang hỗ trợ giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.